Nghĩ chúng ta sống vì chính bản thân mình, việc ta được sinh ra đã là một điều may mắn. Vì vậy, ta nên sống một cuộc sống có ý nghĩa. Chúng ta sống không cần những điều quá cao cả, xa xôi. Ta chỉ cần sống vì chính ta, vì ước mơ hoài bão của ta và vì những người mà ta yêu quý nữa. Vì ta chỉ được sống duy nhất một lần nên ta phải sống cho thật trọn vẹn. Làm những điều mình muốn, ăn những món mình thích, ở cạnh những người ta thương yêu. Từng đó cũng đủ để ta cảm thấy rằng là mình đang sống vì điều gì rồi. Vì thế, ta không cần phải phức tạp hóa cuộc đời của mình lên để tìm kiếm những điều quá lớn lao chỉ vì muốn chứng tỏ chúng ta sống vì nó. Sớm một ngày thì bạn nhanh thành công nhiều ngày các bạn. Một ngày bạn giác ngộ được một cái lý tưởng ở đó, một thói quen ở đó. Sớm một ngày thôi, thì các bạn có đồng ý thôi là nó cấp số nhân hoặc nó cấp số cộng đó cũng được nữa. Cho bạn một cái động lực, một cái tiền đề để bạn phát triển nhiều hơn. Bạn sớm một ngày thì bạn sẽ sớm hơn nhiều ngày. Còn bạn chậm một ngày thì bạn sẽ chậm hơn nhiều ngày. Khi bạn giác ngộ một thứ gì đó hay... Chuyến tàu mang mã số 2022 sắp cập bến. Xin nhắc lại, chỉ ít phút nữa thôi, chuyến tàu thanh xuân của quý khách chỉ còn là ký ức. Khi bạn ngày càng xinh đẹp, tự nhiên sẽ có người quan tâm. Khi bạn ngày càng giỏi giang, tự nhiên sẽ có người coi trọng. Thay đổi bản thân, bạn mới có sự tự tin, dám ước mơ mới mong có ngày nó trở thành hiện thực. Sự lười biếng có thể hủy hoại một con người, nhưng sự cần cù sẽ thúc đẩy một con người trở thành phiên bản hoàn hảo nhất. Đừng vì người khác, hãy làm một người mà đến cả bản thân mình cũng phải ngưỡng mộ. Kỷ luật sẽ đưa bạn đến nơi mà động lực không có làm được. Tại vì động lực á, nó là khi nào mày có hứng mày mới làm, mà mình không có hứng mình không có làm. Còn kỷ luật á, nó là những cái hành động lặp đi lặp lại, thậm chí là không có cảm xúc, rất là nhàm chán. Thay vì động lực á, là ngày này làm 10, ngày hôm sau không làm gì hết, thì kỷ luật á, mỗi ngày làm 1, 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 cho tới khi mà nó hoàn thành tới 100 thì thôi. Gửi bạn vào một ngày chủ nhật cuối cùng của năm 2022. Những ngày cuối cùng của năm 2022, bạn có đang cảm thấy tiếc nuối vì một điều gì đó không? Mình không biết năm vừa qua bạn đã trải qua những chuyện gì, là vui hay là buồn, là thành công hay là thất bại. Nhưng mà dù kết quả có thế nào thì cũng không sao cả. Mình biết bạn đã vất vả nhiều rồi, thế nên là những chuyện đã cũ cứ để nó qua đi. Ta còn trẻ, tương lai còn dài, mọi chuyện tốt đẹp vẫn còn chờ ta ở phía trước. Cảm ơn bạn vì đã chân cứng đá mềm cố gắng trong một năm vất vả đến tầm này. Chúc bạn năm mới này có thể cười nhiều hơn, khóc ít đi, hạnh phúc nhân đôi, mạnh mẽ đúng lúc, yếu đuối đúng khi. Đừng cố gồng mình quá nhiều đấy nhá. Và đặc biệt là đi đúng đường, chọn đúng người và sẽ không phải nói hai từ giá như. Cứ sống đi các bạn, cứ sống như kiểu là ngày mai mình sẽ không được sống nữa. Ngày nào làm được gì thì làm. Ai cũng thế, một ngày chỉ có 24 tiếng thôi các bạn. Cố lên, rồi các bạn sẽ trở thành một con người khác, lúc nào các bạn không hay được. Khi mà các bạn nhìn lại quá khứ của các bạn sẽ thấy buồn cười đó. Nó làm. Chào mừng quý khách mang mã số 2005 đến với chuyến bay mang số hiệu 2023. Chuyến bay khởi hành từ lớp 12 và hạ cánh ở sân bay duy nhất mang tên trường đại học. Xin vui lòng thắt chặt dây an toàn, tắt các thiết bị gây sao nhãng. Chỗ ngồi của quý khách đã được chuẩn bị đủ sách vở, bút thước, đề luyện để sẵn sàng cho chuyến hành trình chinh phục vinh quang. Lưu ý rằng trong quá trình bay, máy bay dễ đi vào các vùng nguy hiểm như bão mất gốc, mưa điểm kém. Quý khách cần giữ bình tĩnh, tiếp tục học tập nghiêm túc để nhanh chóng vượt qua. Chúc quý khách có một chuyến bay may mắn, thành công, 2023 rực rỡ. Được chạm được đó rồi. Mình tin rằng bạn có thể làm được và hơn thế nữa. Bởi vì vũ trụ này không điều gì là không thể. Sẽ không ai tin bạn cho đến khi bạn làm được. Ít nhất thì bạn cũng như trên con đường của mình. Những người thành công rồi đều cho rằng thành công là một chuỗi các hành động liên tục. Không có gì ma thuật ở đây cả. Hãy để cho sự thành công thấm vào con người của bạn. Viết xuống mục tiêu của bạn. Viết ra sứ mệnh của bạn.